Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Quyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2019, 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó là cập nhật về thông tin thị trường sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Lâm Đồng có hơn 44.280 hecta diện tích cây trồng tưới tiết kiệm. Người chăn nuôi nhiều nơi trắng tay do dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông mang hương vị phở sắn đặc sản của Quế Sơn, Quảng Nam đến khắp nơi. Sứ mệnh mới của tơ lụa Lâm Đồng mở lối cho tơ lụa Việt cất cánh. Thưa quý vị và bà con, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, trong sản xuất nông nghiệp, các phương pháp tưới truyền thống có nhược điểm gây lãng phí nước, đống váng, xói mòn đất do tưới một lúc quá nhiều nước. Nước ngấm không kịp, tạo thành dòng chảy trên mặt hoặc là đất ngấm quá nhiều, đưa nước và chất hữu cơ xuống sâu khỏi tầng rễ cây, gây lãng phí. Chính vì vậy, các phương pháp tưới nước tiết kiệm đang được ngành nông nghiệp nhiều địa phương khuyến khích và nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tại Lâm Đồng, thống kê trên địa bàn, nông dân toàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm trên tổng diện tích hơn 44.280 hecta sản xuất cây trồng các loại. Trong đó gồm tưới phun mưa gần 40.615 hecta diện tích rau, hoa, chè, cà phê, dâu tầm, cây ăn quả, cỏ chăn nuôi. Tưới nhỏ giọt hơn 3.615 hecta rau, hoa, cà phê và tưới thủy canh hồi lưu 50 hecta rau nhà kính công nghệ cao. Kết quả, nông dân Lâm Đồng hàng năm đã tiết kiệm từ 20 đến 50% lượng nước tưới trong sản xuất nông nghiệp thông thường, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công, giúp cây trồng tăng năng suất và chất lượng sản phẩm thu hoạch. Được biết, trong một năm vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đào mới gần 585 ao hồ nhỏ theo phương thức nhân dân làm công trình, nhà nước hỗ trợ ca máy, qua đó tăng thêm 2.800 hecta diện tích chủ động tưới tiết kiệm các loại cây trồng. Xin được chuyển đến một thông tin thú vị khác. Quý bà con thân mến, theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, năm 2018, huyện bố trí 35.484 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện này có hơn 8.000 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 961,62 hecta so với thời điểm cuối năm 2017. Trong đó, diện tích nhà kính 232,06 hecta, trồng rau 158,54 hecta, trồng hoa 20,69 hecta, gieo ươm 46,33 hecta và cây khác 6,5 hecta. Tưới tự động chủ yếu là phun mưa ngoài trời, còn tưới nhỏ giọt chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ có khoảng 15 hecta là tưới nhỏ giọt ngoài trời của công ty Vinaco. Cũng theo thống kê, tính đến nay, tổng diện tích các loại rau, hoa, củ quả trên địa bàn huyện Đức Trọng được cấp chứng nhận Việt Gáp là 405 hecta cho 37 đơn vị tổ chức cá nhân sản xuất. Tại huyện Đơn Dương, chỉ sau hơn 2 năm thành lập, đến nay Hợp tác xã Bò Sữa huyện Đơn Dương đã có 63 thành viên với tổng đàn bò 1.010 con, trong đó có 65% đàn bò đã cho khai thác sữa. Bình quân mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp cho công ty Đà Lạt Miêu 13 tấn sữa tươi với giá dao động từ 12.000 đồng một ký đến 14.000 đồng một ký. Nhờ chú trọng mở rộng nghề chăn nuôi bò sữa, nên đời sống kinh tế của bà con xã viên trong Hợp tác xã của huyện Đơn Dương ngày càng vươn lên ổn định. Nhiều hộ nông dân đã đầu tư đàn bò sữa lên đến 20 con, với tổng thu nhập từ nguồn bán sữa tươi lên đến trên 300 triệu đồng một năm. Liên tục chương trình, người chăn nuôi nhiều nơi trắng tay do dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông mang hương vị phở sắn đặc sản của Quế Sơn, Quảng Nam đến với khắp nơi. Sứ mệnh mới của tơ lụa Lâm Đồng mở lối cho tơ lụa Việt cất cánh. Ánh Nguyệt thân mến, điều mà Ánh Nguyệt quan tâm nhất những ngày này liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp là gì? Tất nhiên đó là câu chuyện liên quan đến dịch tả heo châu Phi. Có thể thấy câu chuyện dịch tả heo châu Phi chính thức xuất hiện tại khu vực Nam Bộ, trong đó có thủ phủ chăn nuôi của cả nước là tỉnh Đồng Nai, đang dấy lên rất nhiều lo ngại về những thiệt hại mà dịch bệnh này tiếp tục gây ra. Đúng là như vậy, bởi khác với các loại dịch bệnh trước đây, dịch tả heo châu Phi đang gây ra những thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi. Và sau đây xin mời Ánh Nguyệt cùng với quý bà con cùng theo dõi một câu chuyện phản ánh về những thiệt hại ghê gớm mà dịch tả này đang gây ra. Dịch quét qua, chỉ còn lại những căn chuồng trống trơn như thế này.
Không chỉ treo chuồng mà rất nhiều khoản nợ nần cũng đang treo trên đầu các hộ chăn nuôi vừa phải tiêu hủy heo bệnh. Vốn viếng bây giờ không còn một đồng nào nữa, bây giờ kiệt sức rồi, bây giờ chưa biết là chăn nuôi được cái gì bây giờ. Trước mắt gia đình đã phải vay 100 triệu, bây giờ thì lợn thì phải tiêu hủy, thì coi như là trắng tay. Chỉ trong thời gian ngắn, những trang trại heo vốn là nguồn kinh tế chính của các hộ bị sụp đổ. Hộ ít thì 50 con, hộ nhiều lên tới hàng trăm đầu heo buộc phải tiêu hủy. Không chỉ người chăn nuôi lao đao mà lực lượng thú y địa phương cũng gần như kiệt sức vì dịch tả heo châu Phi. Ngày nào cũng tiêu hủy rải rác, ngày thì tấn, ngày trên tấn, có ngày 3 tấn. Tôi thấy mệt mỏi nhất là những ngày mưa gió như thế này. Cứ một ổ đấy lại cả máy múc như thế thì đi thuê người ta múc, mà công máy múc của người ta đòi cũng lớn lắm. Không giống như các loại dịch bệnh lở mồm long móng hay tai xanh, dịch tả heo châu Phi quét qua đâu là sạch chuồng trại ở đó. Đã có nhiều xã, cả đàn heo bị xóa sổ. Người chăn nuôi đang mong mỏi sớm được tái đàn để trả nợ. Thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là trước khi để chuẩn bị tái đàn thì nhất là phải có cái hướng dẫn của cơ quan thú y là đã được công bố hết dịch. Và sau đó thì chúng ta cũng phải kiểm tra dịch bệnh. Nếu như dịch bệnh được âm tính thì chúng ta mới được tiếp tục nuôi tiếp tục. Đến nay, cả nước đã có gần 1,3 triệu con heo phải tiêu hủy. Con số thiệt hại quá lớn và chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi. Thưa quý bà con, không chỉ các hộ chăn nuôi mất nghề mà cả hệ thống thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y có thể đổ bể. Ngành kinh tế có giá trị ước tính 10 tỷ USD mỗi năm đang đứng trước rất nhiều thách thức và không loại trừ nguy cơ khủng hoảng do dịch tả heo châu Phi. Xin được tạm gác lại câu chuyện về dịch tả heo châu Phi để chuyển đến những câu chuyện liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. Thưa quý vị và quý bà con, hơn 3 tuần nay, tình trạng nghêu nuôi đạt kích cỡ thương phẩm từ 50 đến 60 con một ký tiếp tục bị chết hàng loạt tại bãi nuôi nghêu của Hợp tác xã Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo thống kê, tổng sản lượng thiệt hại của Hợp tác xã khoảng 50 tấn. Với giá bán 22.000 đồng một ký nghêu thương phẩm hiện nay, Hợp tác xã Tiến Thành thất thu hơn 1 tỷ đồng. 2 năm đây là nó thất trắng luôn, mất luôn cả vốn. Thì hoàn cảnh gia đình giờ cũng rất khó khăn. Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành được thành lập năm 2005, hiện có 322 hộ thành viên, trong đó có 165 hộ nghèo và cận nghèo. Sau những vụ mùa thành công, từ năm 2017 đến nay, tình trạng nghêu nuôi chết hàng loạt liên tục xảy ra, khiến các hộ rơi vào trắng tay. Đến nay, nhiều hộ không còn vốn để tái vụ. Hiện bãi nghêu của Hợp tác xã Tiến Thành còn khoảng 50 tấn nghêu thương phẩm nhưng không thể thu hoạch do ảnh hưởng dịch bệnh. Trong 165 hộ này, cả nghèo này, và nghèo này là những người hộ này là được ngân hàng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất thấp, thì nguy cơ lỗ mà mất vốn như thế này thì họ không thể nào tái đầu tư. Trước mắt, ngành nông nghiệp vận động người dân tiến hành thu hoạch nhanh số lượng nghêu đạt kích cỡ thương phẩm, đồng thời khuyến cáo người dân tạm ngưng thả giống vụ nuôi mới, chờ hướng dẫn và hỗ trợ của ngành chuyên môn. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 1,2 tỷ USD. Thưa quý bà con, mới chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã chi hơn 1,2 tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như đậu tương, lúa mì, ngô và dầu mỡ động thực vật. Cụ thể, đậu tương nhập khẩu khoảng 163.000 tấn với trị giá hơn 63 triệu USD, lúa mì 250.000 tấn với kim ngạch đạt 71 triệu USD, ngô hơn 918.000 tấn với trị giá đạt 193 triệu USD. Theo dự báo, với những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, nhu cầu thức ăn chăn nuôi sẽ giảm và kéo theo đó là nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cũng sẽ giảm trong thời gian tới. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, tại Quảng Nam, với mong muốn khơi dậy tiềm năng của làng nghề phở sắn Quế Sơn, anh Dương Ngọc Ảnh, 34 tuổi, ở tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, đã từng bước tạo dựng thương hiệu phở sắn thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, chắp cánh để món ăn này vươn xa hơn đến người tiêu dùng. Từ khi còn nhỏ, Dương Ngọc Ảnh phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để phụ cha mẹ sản xuất phở sắn rồi mới cắp sách đến trường. Tuy vất vả, cực nhọc, nhưng cũng nhờ phở sắn mà Ảnh có điều kiện ăn học thành tài. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ảnh có một việc làm ổn định với thu nhập cao. Thế nhưng anh đã quyết định từ bỏ tất cả mọi công việc để về quê làm phở sắn. Khi mình về quê chỉ thấy còn lại có 3-4 hộ làm, thì rất là trăn trở tại sao cái món phở sắn là ngon.
rất có sức khỏe, lại đang ngày một treo tốt như vậy. Thì sau khi tìm hiểu thì mình thấy đó là nghề rất là cực và cái lợi nhuận rất là thấp, nên mình quyết định là mình làm cái gì đó để mà góp phần mình duy trì cái làng nghề này, và cũng đồng thời là mình tăng cái thu nhập cho người dân làng nghề. Với lợi thế sẵn có từ cơ sở sản xuất phở sắn của gia đình, anh Dương Ngọc Ảnh đã thuê nhân công, đầu tư mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị sản xuất và nhà phơi để thay thế cách làm phở sắn thủ công truyền thống bao đời nay, đồng thời đăng ký thương hiệu phở sắn Karomi và in bao bì, nhãn mác để quảng bá sản phẩm. Dương Ngọc Ảnh còn nghiên cứu kết hợp nghệ với sắn để tạo thành phở sắn nghệ, hay gất với sắn để tạo thành phở sắn gất, nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, ảnh còn đem phở sắn tham dự các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm tại thành phố Đà Nẵng và mở rộng bán hàng qua kênh online phở sắn karomi.vn. Ngoài cái việc mà phở sắn nấu truyền thống như phở với cá lóc ấy, thì mình đã sáng tạo thêm một số cách nấu mới với nấm, với rong biển, rất là nhiều cách như nước sốt hay là chiên giòn. Điều đó giúp cho cái món ăn nó dễ phổ biến hơn và gây ấn tượng mạnh hơn đối với những người tiêu dùng. Cơ sở của Dương Ngọc Ảnh hiện mỗi ngày xuất khoảng 150kg phở sắn khô. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên phở sắn được thị trường tiêu thụ mạnh, sản phẩm làm ra không đủ bán. Do đó, ảnh đang tiếp tục đầu tư mua máy móc để sản xuất theo mô hình công nghiệp nhỏ. Mục tiêu của anh trong năm nay là xây dựng nhà máy sản xuất phở sắn có công suất 10 tấn một ngày, không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn bán qua thị trường châu Âu, châu Mỹ. Thưa quý bà con, có thể thấy với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Dương Ngọc Ảnh đã từng bước thành công với mô hình sản xuất phở sắn, qua đó góp phần nâng cao giá trị của làng nghề, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần mang thương hiệu sản phẩm riêng có ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam đến khắp nơi. Xin được chuyển đến một câu chuyện đáng chú ý khác. Câu chuyện tại tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, năm 2018 vừa qua phải nói là một năm tạo dựng nhiều dấu ấn và bước tiến ngoạn mục của ngành tơ lụa Việt Nam, mà trong đó Bảo Lộc, Lâm Đồng luôn dẫn vị trí cao nhất. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có nhiều doanh nghiệp sản xuất tơ lụa quy mô lớn và gần 30 cơ sở ươm tơ, dệt lụa của hộ gia đình. Thủ phủ tơ lụa đang xây dựng trở thành trung tâm sản xuất chế biến tơ lụa của tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở tổ chức quy hoạch phát triển sản xuất dâu tằm theo hướng gắn vùng nguyên liệu với phát triển các nhà máy công nghệ tiên tiến, gắn nhà máy với người trồng dâu, nuôi tằm, đảm bảo tiêu thụ hết lượng sản phẩm tơ kén trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng được cái yêu cầu cho thị trường xuất khẩu đối với ngành tơ lụa của tỉnh Lâm Đồng thì phải tiếp tục cải thiện nâng cao hơn nữa về chất lượng các cái phân đoạn, là nâng cao về chất lượng dinh dưỡng lá dâu, rồi trứng tằm và chất lượng kén tằm. Còn phân đoạn về công nghiệp là nâng cao chất lượng tơ để có cái điều kiện mà nâng cao hơn nữa cái chất lượng tơ dệt. Tơ lụa Bảo Lộc là loại sợi tự nhiên cao cấp có nguồn gốc từ tơ tằm, được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Hàn Quốc. Hầu hết tơ là sợi mành nhỏ nên khi dệt, lụa đều có độ mềm mại, bóng, xốp, giúp người dùng có thể cảm nhận rõ rệt vẻ mượt mà và êm ái. Sản phẩm tơ lụa phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại và ổn định về chất lượng nên từ lâu đã được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Chúng tôi luôn luôn nâng cao cái tay nghề bằng cái nhiều cái lớp tập huấn để làm sao anh chị em công nhân là tiếp thu được những cái kỹ thuật tốt nhất để phục vụ lại cho nhà máy. Nó sẽ nâng cao được cái sản phẩm, rồi là thúc đẩy sản xuất, thay đổi trang thiết bị. Có thể nói nghề ươm tơ, dệt lụa của Lâm Đồng đã làm nên biểu tượng văn hóa của tâm hồn Việt trải nghìn năm, vượt lên những cách chia của đạn bom. Bởi vậy mà, với những con người cất tiếng khóc chào đời bên khung cửi, bắt đầu làm quen với kén chỉ đường tơ từ thời đồng ấu, thì việc khôi phục nghề dệt lụa dường như đã trở thành một cái nghiệp quấn lấy họ ngay cả trong tâm tưởng. Chúng ta nên gắn những sản xuất của chúng ta với ngành du lịch, bởi vì qua con đường du lịch thì chúng ta sẽ tìm được khách hàng, chúng ta quảng bá được sản phẩm và chúng ta thu hút được khách nước ngoài đến với đất nước chúng ta. Tơ lụa Lâm Đồng hôm nay lại tiếp tục một cuộc hành trình mới của những sáng tạo nghệ thuật, của những giá trị truyền đời và một sinh khí lao động mới, với đầy những tiếng cười vui lại vang lên trên những nương dâu ngút ngàn dường như vô tận, với tiếng khung cửi ngày đêm vang lên như bản hòa tấu được cất lên từ những đôi tay tài hoa của người thợ dệt. Quý bà con thân mến, nếu như trước kia tơ lụa chỉ xuất sang nước ngoài thì năm 2018 thị trường nội địa đã tăng lên đột biến 100%. Các sản phẩm tơ lụa không chỉ được dùng trong lĩnh vực thời trang mà tơ lụa Lâm Đồng nay còn xuất khẩu để sử dụng trong ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cơ bản, trang trí nội thất. Những người đã sống, gắn bó và tâm huyết với nghề ươm tơ, dệt lụa vẫn nỗ lực kỳ vọng vào một tương lai tơ lụa Lâm Đồng lại cất cánh.
Quý bà con thân mến, những nội dung thú vị của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.